Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến với tiết mục Hỏi Đáp Về Thuế với chuyên viên thuế vụ Hằng Lê. Chào Hằng Lê. Dạ, trước tiên Hằng Lê xin kính chào quý khán giả của Nét Việt TV. Kính chào Thanh Tùng. Đây là một trong những người bận rộn nhất hành tinh nè quý vị. Tại vì chưa tới mùa thuế mà quý vị biết rằng là Hằng Lê bận rộn. Tại vì trung tâm vụ Hằng Lê của mình á, chẳng những là giúp cho quý đồng hương của mình ghi danh đợt trước là cho chương trình California Relief Grant 5.000, 15.000, 25.000 mà bây giờ còn nhiều chương trình khác nhau nữa. Có những chương trình nào mà trung tâm mình đang giúp cho bà con? Chương trình nó sẽ ra là chương trình Federal Retention Credit và cái chương trình EIDL mới đợt 2 và chương trình BP Loan đợt 2 anh. Wow. Dạ. Quý vị nghe vậy là ít nhất là 4 chương trình mà hiện giờ trung tâm dù Hằng Lê đang giúp cho quý vị. Rồi cho nên tôi nhắc nè, những quý vị nào cần ha, chương trình California Relief Grant Hằng Lê đang giúp. Rồi chương trình PPP Loan đợt 2 Hằng Lê đang giúp. Chương trình EITL đợt 2 Hằng Lê đang giúp. Mà hai cái chương trình Thanh Tùng vừa kể là kết quả của đạo luật cứu trợ kinh tế thời Covid-19 trị giá 908 tỷ Mỹ Kim Quốc hội thông qua, rồi Tổng thống Trump có đặt bút ký đó, quý vị nhớ không? Thì nhờ đó mà mình có PPP Loan đợt 2, có EIDL Loan đợt 2. Rồi một chương trình nữa là Federal Retention Credit. Bây giờ Thanh Tùng muốn hỏi em là cái Federal Retention Credit là chương trình gì? Dạ thưa anh, cái chương trình này là nó gọi mới là không mới nhưng mà cũ cũng không cũ. Là anh nhớ là hồi trước cách đây khoảng nửa tháng em có giúp cho bà con một tháng, em có giúp cho bà con ghi danh đó. Nếu mà quý vị có một người nhân viên thì quý vị sẽ được 1.000 đồng của California không? Thì Federal nó cũng vậy. Nhưng mà hồi trước á, là cách đây khoảng 6 tháng về trước á, thì chương trình này dành cho những người họ vẫn giữ nhân viên, họ vẫn trả lương cho nhân viên nhưng mà họ không có được chương trình PPP loan, thì họ được dùng cái chương trình retention credit của sở thuế IS. Nhưng mà bây giờ cái luật rất là mới cho, thì quý vị vẫn được dùng, quý vị có PPP loan rồi, có EIDL loan rồi, quý vị vẫn được dùng cái chương trình Federal Retention Credit để cho quý vị được thêm maximum là 7.000 đồng cho mỗi người employee, cho mỗi quarter, nếu hay là 70% trên cái gross income của quý vị trả cho nhân viên, quý vị cho mỗi quarter, thì mình vẫn được dùng cái chương trình đó. Cho hỏi liền. Để kéo không là quý đồng hương mình bị confused. Em nói là mỗi nhân viên mà mình là chủ mà mình thuê, mình thuê vô thì mình sẽ chủ đó, người chủ sẽ được 7.000 cho mỗi quarter. Cho mỗi người nhân viên. Cho mỗi nhân viên, cho mỗi quarter. Ví dụ mình thuê nhân viên đó được 2 quarter, thí dụ bây giờ là mình đã bước sang năm mới rồi. Tức là thí dụ như năm 2020. Anh Thanh Tùng có thuê nhân viên ít nhất là được 3 quarter nhân viên mới cho 3 quarter cuối của năm 2020 thì anh Thanh Tùng sẽ được nhận cái tiền Federal Retention Credit của một nhân viên đó mỗi quarter là 7.000. Cái second với cái third á, cái thứ nhì với cái thứ ba là 5.000 thôi. Nhưng mà cái thứ tư là 7.000. Cái quý 4 là 7.000 trên mỗi người employee, mà cái maximum mình trả maximum của cái gross income là mình trả cho mỗi người nhân viên là 10.000. Thí dụ như bây giờ đi, em có nhân viên của em có 4 người nhân viên. Em trả nhân viên em là 60.000. Tiền cái four quarter, tại vì cái four, cái second với cái third là em không được, là tại vì em có BP loan rồi em không có được. Thì cái four quarter em trả 60.000 thì mỗi người nhân viên em á, em được là 7.000 trên bốn người nhân viên đó. Là em những nhân viên đó phải là full time hay là part time? Dạ không có cần, phải mình tính theo cái gross income anh. Gross income thí dụ như là em trả cho bốn nhân viên đó mỗi người nhân viên là 12.500 thì em được 7.000 đồng trên 10.000 đầu tiên của người nhân viên. Có nghĩa là em sẽ được là 28.000 tax credit của nhân viên, retention credit. Để cái tiền cái đó để chi? Để mà mai mốt em dùng cái tiền đó, em có thể em trả cái tiền thuế cho em hay tiền thuế cho nhân viên em, thay vì em out pocket em phải trả tiền thuế cho social security tax cho nhân viên.
thì cái này em sẽ dùng cái tiền đó mà em trả và rất là lợi luôn. Anh Tùng, thôi vậy cho bây giờ cho anh Tùng nhắc lại một lần nữa nha, cái tiền mà 5.000 hoặc là 7.000 mà người chủ có được sau khi mình đã thuê ít nhất là một nhân viên đó trong trong cái tam cá nguyệt vừa qua đó, thì cái tiền này không phải là cash, mình phải nói rõ cho bà con vậy. Đúng rồi, không phải là cash mà đây là tiền mình gọi là gì, credit tức là tín dụng thuế đó. Rồi việc mà gọi là tín dụng thuế tiếng Anh gọi là tax credit, tín dụng thuế. Quý vị được 5.000 đến 7.000 cho mỗi nhân viên tiền tín dụng thuế. Như cô Hằng Lê, cô nói cô có 4 nhân viên, cô trả 60.000 đồng cho tăng cái người thứ tư, thì giờ 4 nhân viên đó cô được là mỗi nhân viên là 7.000, mỗi nhân viên là được 28.000. Thì 28.000 đó không phải là một cái tấm chi phiếu 28.000 của sở thuế gửi tặng cho cô Hằng Lê, không, đúng. Không phải tiền mặt, mà là 28.000 đó nó nằm ở trong hồ sơ của cô Hằng Lê để qua tới năm 2021 nè, cô Hằng Lê mới khai thuế năm 2020. Ví dụ cô Hằng Lê là nợ sở thuế 30.000, thì cô Hằng Lê đã có cái 28.000 đó rồi. Đúng rồi. Nếu cô quyết định dùng hết 28.000 để trả, thì cô Hằng Lê chỉ móc thêm 2.000 nữa để trả tiền thuế năm 2020. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, đây cách, nhưng mà ít trước thì rất là tốt. Nó là cách mà để giúp cho quý vị giảm tiền thuế cho cái quý vị chủ nhân cơ sở. Đúng rồi, anh Tùng. Nhưng mà theo em thì đồng hương Việt Nam mình là ghi danh nhiều không? Em thì đồng hương Việt Nam của mình không ghi danh nhiều, nhưng mà em theo em á là em sẽ dùng, tại vì em là cái người là accountant, em làm bureau, em sẽ dùng cái luật đó để em giúp cho tất cả những người business của em làm tech care bureau. After mà họ đã dùng xong cái tiền PP loan rồi, cái tiền lương họ vẫn còn dư á, thì em dùng cái luật đó để em lấy xin cái tiền đó để em save cho cái người nhân cho người chủ. Còn riêng với chủ á, ví dụ như những quý khán giả đang xem TV nè, quý đồng hương của mình nè, nghe chương trình hấp dẫn nè, có lý á, cái Federal Retention Credit này nó có lợi cho quý vị chủ nhân, có lợi cho quý vị chủ nhân. Mục đích thì quý vị hiểu rồi. Đúng mục đích chỉ là khuyến khích quý vị chủ nhân mình là thuê thêm nhân viên, thuê thêm nhân viên cho công ty, cho cửa tiệm. Thì rõ ràng là thấy có lợi, thì có nghĩa rằng là những quý vị chủ nhân đó có cần phải ghi danh nộp hồ sơ nộp gì để được hưởng chương trình này không? Dạ phải nộp một cái form là 7200. Thì nếu mà là khách của em thì em tự em làm. Còn nếu mà là quý vị là có những cái người accounting khác họ làm cho quý vị đó, thì quý vị hỏi người ta, có những hỏi là quý vị anh chị có biết cái chương trình đó hay không. Nếu mà không biết thì quý vị, thì nếu mà biết thì giúp cho mình, còn nếu mà không biết thì cũng làm sao để mà giúp, còn không được thì bắt buộc phải, nếu mà nhờ em thì em sẵn sàng em giúp thôi đó. Đây mà cái chương trình này là không, đâu có riêng cho California. Dạ thưa, cái này là hoàn toàn ở trên toàn nước Mỹ, toàn nước Mỹ luôn nha. Có gì chương trình cái California Relief Grant là chỉ cho Cali thôi, còn đây cái chương trình mà Federal, mình có chữ Federal mà, cho nên mình hiểu là cho toàn quốc này. Federal Retention Credit là cho 50 tiểu bang của nước Mỹ. Quý đồng hương mình đang xem TV là một, hoặc là vì đang xem ở trên YouTube, vì thấy rằng là hồi đó giờ chưa nghe ai nhắc mình, và đây là quyền lợi của gì? Quý vị mà quyền lợi mà mình không biết thì có như thiệt thòi quá. Để quý vị có thể nói chuyện với lại người khai thuế, hoặc là quý vị có thể hỏi thăm cô Hằng Lê. Bây giờ ví dụ như quý đồng hương của mình không phải ở Cali, ở những tiểu bang khác, em giúp được không? Em giúp được chứ anh Thanh Tùng, em có thể giúp được chứ, tại vì em có license, em làm tất cả những cái bureau license của sở thuế của tất cả nước Mỹ. Ở thời buổi này là tất cả đều qua online hết, qua online hết, bây giờ điện thoại không cần phải gặp gỡ trực tiếp nhau, kể cả ngay tại San Jose nè, mà quý vị hồ sơ giấy tờ quý vị cũng không cần in person, không cần gặp trực tiếp nữa, tất cả mình làm qua online, qua điện tử, vừa nhanh tiện lợi mà nó an toàn ở thời điểm này nữa. Rồi bây giờ chắc chắn mình chỉ còn có 2 phút còn 2 phút thôi, thì giờ tên tuổi hồi thời nhanh cái chương trình mà gọi là chương trình PPP loan chừng nào bắt đầu có? Dạ thưa anh, cái nhà băng của em hiện giờ có rồi, là em đã có cái link hết rồi, em đã chuẩn bị ready to làm rồi. Nhưng mà chính thức đó là sẵn sàng làm rồi đó, sorry, sẵn sàng làm rồi, nhưng mà chính thức là 13 tháng 1 2021 bắt đầu cho chương trình PPP loan. Bây giờ Thanh Tùng thấy là các ngân hàng họ ready rồi đó, họ sẵn sàng chờ đó. Có nhiều ngân hàng Wells Fargo họ nói là họ ready rồi. Thì bà con của mình, quý vị tiểu thương mà đã nhận PPP loan đợt 1, đợt 2 được không? Đợt này được. Được, anh, dưới điều kiện là quý vị phải xuống 25% income. Dạ được, chỉ tính theo từng tam cá nguyệt hay sao? Tính theo từng tam cá nguyệt, chỉ cần một cái tam cá nguyệt mà xuống 25% là quý vị
tự động. Chỉ cần một tâm cá nguyệt của năm 2020 so sánh với tâm cá nguyệt cùng thời điểm đó năm 2019 miễn là cái 2020 của quý vị mà nó bị giảm á, giảm bao nhiêu, giảm nhiêu em? Giảm 25%. Ít nhất 25%. Ít nhất 25 thì quý vị sẽ được hưởng cái PPP luôn này. Dạ đúng rồi. Chương trình này đặc biệt là mình sẽ có lợi cho quý vị tiểu thương nhiều lắm. Dạ đúng Đây là chương trình đặc biệt cũng để khuyến khích cho quý vị thuê mướn nhân viên. Dạ đúng rồi. Rồi. Nếu mà quý vị có bất kỳ thắc mắc nào ha, bất kỳ thắc mắc nào về chương trình Federal Retention Credit hay là chương trình PPP Loan cho đợt 2 sắp mở ra, nãy em nói là 13 tây phải không? Dạ đúng 13 rồi. 13 tháng Giêng tức là nội trong tuần này là mình đã có thông tin rồi. Dạ. Quý vị cứ liên lạc về với trung tâm ví dụ Hàng Lê, nơi mà rất là mát tai, giúp cho rất nhiều đồng hương của mình đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó. Thì bây giờ như vậy, số điện thoại cũng như là địa chỉ trung tâm ví dụ Hàng Lê hiện đang hiện trên màn hình. Chỉ cần quý vị nhấc điện thoại alo một tiếng, rồi Hàng Lê sẽ sắp xếp thời gian giúp giải quyết cho bà con của mình tất cả những chương trình mà trung tâm đang có ha Hằng Lê. Dạ, ha. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục hỏi đáp về thuế với Hằng Lê vào ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Thanh Tùng, cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.